Quý vị và các bạn thân mến, với sự tài hoa cũng như là đầu óc nhạy bén thì nhiều người đã sáng tạo nên những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ vô cùng độc đáo. Và trong chương trình Nam Định Tôi Yêu ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng về với xưởng thủ công mỹ nghệ của anh Trần Văn Điệp ở thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh để tìm hiểu về những mô hình thuyền buồm mà anh ấy sáng tạo ra nhé. Đến với cơ sở sản xuất thuyền buồm mô hình và đồ gỗ mỹ nghệ Quốc Điệp, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, mọi người sẽ được ngắm nhìn những mô hình thuyền buồm với đủ các hình dáng và kích thước khác nhau. Mỗi chiếc thuyền đều được chế tạo với các chi tiết tinh xảo, đòi hỏi sự khéo léo của người thợ và thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Chia sẻ cơ duyên đến với nghề, anh Điệp cho biết, sinh ra và lớn lên ở quê hương có nghề vận tải thủy phát triển, nên anh nhanh chóng yêu thích sản phẩm chế tác đồ gỗ mỹ nghệ thuyền buồm và tập trung tâm huyết học nghề. Tiếp xúc với khách hàng và lên mạng, anh Điệp nhận thấy sản phẩm này có tiềm năng trong thị trường đồ trưng bày lưu niệm, trang trí nội thất. Năm 2006, sau khi thành thục nghề, anh về quê mở xưởng làm nghề thuyền buồm mô hình và đồ gỗ mỹ nghệ. Buổi đầu lập nghiệp khó khăn chồng chất, lo từ tìm mối tiêu thụ, nhân lực, nguồn gỗ hiếm, máy móc thô sơ. Để thu hút khách, anh tìm hiểu các hình mẫu tàu, thuyền gắn với các sự kiện lịch sử thế giới nổi tiếng. Có những chiếc tàu gắn liền với các trận chiến lịch sử, có chiếc nổi lên từ phim ảnh, có những sản phẩm thuần túy của ngành du lịch. Từ bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, công phu của những người thợ lành nghề, sản phẩm làm ra tinh tế đến từng chi tiết. Em thấy là để mà mình có thể làm ra một mô hình thuyền buồm thì mình có trải qua nhiều công đoạn không anh? Khi mình làm được một cái thuyền này, cái trước tiên là mình phải vẽ bản vẽ. Khi bản vẽ ra giấy xong là mình mới đưa là mình cắt xương. Mình cắt xương đúng như thuyền thật. Là về cái phần cắt xương xong là mình mới vào vỏ. Tức là mình vào tôn ấy. Theo kiểu mình hiểu nôm na là mình vào tôn thuyền, vào mạn thuyền. Khi xong rồi, bắt đầu mình bên trong của cái phần thân thuyền đấy, bên trong cái xương đấy, mình đổ cốn vào. Mình đổ cốn nó để cho nó đông cứng hết. Nó bấu chắc hết để cho tránh tình trạng bị nứt thuyền. Tránh tình trạng bị bung thuyền. Đấy, thì bắt đầu đấy là cái khâu đầu tiên. Trước tiên là mình phải cắt xương thuyền đã. Thứ hai là mình vào vỏ. Và cái thứ ba nữa là mình đánh làm phần thô như thế này. Khi mình đánh giấy đắp, mình làm phần thô như thế này xong, bắt đầu mình đưa vào nót. Vậy thì khi mà lựa chọn gỗ hay là lựa chọn sơn thì mình cũng có phải cái yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Có chứ. Sơn thì lúc nào mình dùng cái sơn BU loại tốt nhất. Và gỗ thì nó có nhiều loại gỗ. Gỗ hương, gỗ cẩm, gỗ chắc. Toàn những loại gỗ mà dòng có tên tuổi thì mình mới làm. Bởi vì là khi mình sử dụng cái thuyền này mình chơi ấy, thì không phải là chơi ngày 1, ngày 2 cho khách hàng được. Chơi để cho khách hàng chơi gắn bó cả đời cũng được. Bởi vì nó là từ chất gỗ toàn gỗ quý đó, gỗ tốt. Cho nên là với khi đã làm mất công thì mình làm những cái này. Còn làm cho nước ngoài thì người ta chỉ cần yêu cầu mô hình thôi. Còn với Việt Nam mình là phải là chất lượng là hàng đầu. Vâng. Em thấy thì ở đây mình có rất nhiều những cái chi tiết rất là nhỏ. Vậy thì hiện tại là xưởng mình tự làm hay là như thế nào ạ? Hiện tại như những cái chi tiết này ấy, thì là xưởng mình tự làm hết. Vâng. Có máy đúc hết, tự mình vẽ mẫu, tự mình đúc ra. Đấy, như ví dụ như cái này là cái mỏ neo của thuyền này. Đấy, cái mỏ neo của thuyền. Đấy, nó cũng bằng đồng hết để mình đúc ra. Đấy, chứ nó cũng chi tiết lắm, khi xong rồi mình còn phải cạo tỉa này khác để nó mới đẹp được. Tất cả các bước của mình đều là bằng thủ công đúng không ạ? Có bằng máy hay như thế nào không ạ? Nói chung máy chỉ là hỗ trợ nhẹ thôi. Vâng. Máy chỉ là hỗ trợ nhẹ để cắt xẻ thôi. Còn lắp ráp với mài chà là đa số bằng tay hết. Bởi vì cái này nó không như bàn ghế mà dùng bằng máy gần như là một máy 50-50 được. Nhưng cái này máy chỉ có 10% thôi. Còn 90-10% là thủ công. Khi mình đính, sau này mình đính vào như thế này. Sau này mình lấy những cái linh kiện đây mình đính vào. Mình xếp vào như đây. Vâng. Đấy, thì là phần ấy phải xong đã. Phần thuyền là phải nót xong đã. Đấy, bước cuối cùng là hoàn thiện là như này. Xong mình mới sơn nót lên. Mình sơn nót lên thì mình mới được. Đấy, văn hoa của nó rất là nhiều. Tức là tất cả các khâu là mình sẽ đều là sắp xếp bằng tay tỉ mỉ từng tí một. Toàn bộ bằng tay hết, đúng rồi. Vâng. Toàn bộ bằng tay hết. Còn chỉ là khi cắt xương thôi thì phải dùng đến máy thôi. Vâng. Cắt xương xẻ gỗ thì phải dùng đến máy. Còn toàn bộ là chi tiết bên ngoài là mình làm bằng thủ công hết. Xưởng chế tác có hàng chục mẫu tàu cổ có kích thước dài từ 40cm đến 2m. Tất cả máy móc từ máy cưa cắt, chà, đánh bóng được anh Điệp chế nhỏ gọn cho phù hợp với công việc.
các công đoạn định hình và pha nguyên liệu được thợ tính toán thực hiện tỉ mỉ, cẩn thận từ khung xương, xương chính, vách ngăn, vỏ tàu, mặt sàn, mũi tàu, cột buồm. Các khớp nối chi tiết đảm bảo kín, bằng phẳng. Sàn tàu được tạo hình theo từng khoang riêng biệt. Các chi tiết trên thân tàu được chế tác rất tinh xảo. Nhưng để có được một chiếc thuyền hoàn chỉnh đến tay khách hàng, sau các công đoạn định hình, sơn màu, người thợ lại tỉ mỉ, tận tay lắp ghép từng chi tiết nhỏ. Theo anh Điệp, có những chiếc thuyền người thợ phải mất cả tháng để lắp ghép, nhưng có những chiếc thuyền phải mất cả một năm mới có thể hoàn thiện và đến được tay khách hàng. Em thấy là qua những cái khâu mà mình đã làm ở bên dưới kia rồi ấy, thì khi mà lên đây thì em vẫn thấy là mình cũng vẫn còn phải lắp ráp khá là nhiều nữa. Vậy để mà lắp ráp hoàn thiện được một chiếc thuyền như thế này thì còn mất nhiều thời gian nữa không anh? Khi mà hoàn thiện ở dưới kia rồi, về phần thô xong rồi thì mình đưa lên đây, mình đưa lên đây thì mình không lắp ráp của cái hệ thống cột buồm này là mất gần một nửa thời gian nữa, bởi vì là cái khâu này không quyết định cho cái thuyền nào hoàn thiện này. Đấy là cái phần buồm, tất cả là phần buồm, phần buồm mình lắp ráp những cái bát dây nhỏ để kéo thôi, để kéo lên cái phần thuyền để cho nó được chắc chắn, nó đi vào cái thuyền đúng ý nghĩa của cái thuyền buồm. Khi sơn xong rồi lên đây lắp phần buồm xong là xong, còn cái mũi cái vận chuyển là mình vận chuyển là mình hạ xuống thôi, mình thu nhỏ lại như cái thuyền kia thôi. Vậy thì trong cái quá trình mà mình sử dụng sơn và các thứ thì khi mà đã hoàn thiện như thế này rồi thì mình ở cái quá trình bảo quản của mình thì nó có khó khăn gì không ạ? Nói chung là mình chỉ bảo quản khi mà tại xưởng là mình bảo quản cho nó không bị bụi, không bị bẩn. Đấy, còn khi mình giao cho khách hàng là lúc đấy là khách hàng người ta có trách nhiệm, cũng như về đồ gỗ thì người ta chỉ thường xuyên người ta vệ sinh những cái bụi này thôi là sạch, chứ còn không ảnh hưởng một cái gì hết. Về phần gỗ thì không cong vênh, không mối mọt. Nó toàn từ dòng gỗ quý của Việt Nam mình. Vậy thì là khi mà mình làm những cái chiếc này thì có mất nhiều thời gian không ạ? Như cái chiếc nó tùy từng cỡ to cỡ nhỏ thì là nó tùy từng loại thuyền nữa. Cái loại đơn giản hơn thì nó nhanh, 2-3 ngày là xong một cái. Còn cái loại cầu kỳ hơn một chút nữa thì nó rơi một tuần. Như hiện tại con này đang là 2,5 mét. 2,5 mét này rơi là từ ngày mùng 8 âm lịch khởi công đến ngày hôm nay là nó sấp xỉ một năm là mới xong được con thuyền này. Bởi vì con thuyền này nó to. Nó làm cầu kỳ, mà nói chung là trong từ ngày làm nghề 17-18 năm đến bây giờ là mới làm được một con thuyền này. Tức là con này là con lớn nhất. Hiện nay, cơ sở của anh nhận chế tác nhiều loại tàu, từ những tàu ít chi tiết như tàu Hạ Long đến các loại tàu chiến phức tạp như loại tàu HMS Victory của Hải quân Hoàng gia Anh thế kỷ 18, có hàng loạt chi tiết nhỏ như neo, bánh lái, người lính, súng, đại bác lớn nhỏ. Người chơi thuyền buồm mô hình, nhất là giới doanh nhân, quan niệm thuyền buồm là biểu tượng của thành công trong kinh doanh với ước muốn công việc thuận buồm xuôi gió. Chính vì thế, các loại thuyền buồm mô hình thường được nhiều khách hàng lựa chọn để trưng bày trong văn phòng làm việc hoặc trong nhà. Hơn 10 năm làm nghề, anh Điệp cho biết có thời gian thuyền buồm mô hình sản xuất thủ công bị cạnh tranh khốc liệt bởi hàng xuất xứ Trung Quốc. Nhưng thời gian gần đây, khách hàng có xu hướng trở lại chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam bởi sản phẩm tàu mô hình của Trung Quốc giá rẻ hơn, nhưng sản phẩm thiếu sự tinh tế do sản xuất hàng loạt theo dây chuyền công nghệ. Với uy tín được khẳng định trên thị trường, hiện nay, mỗi tháng cơ sở của anh Điệp chế tác từ 50 đến 70 chiếc tàu mô hình, có chi tiết đơn giản. Với các loại tàu nhiều chi tiết phức tạp hơn, cơ sở của anh chế tác được từ 10 đến 12 chiếc mỗi tháng. So với các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, nghề làm thuyền buồm mô hình có khả năng cạnh tranh tốt, tạo thu nhập ổn định cho người làm nghề. Xuất hiện nhiều năm trên thị trường, chế tác hàng thủ công mỹ nghệ, mô hình thuyền buồm trong nước và quốc tế. Anh Trần Văn Điệp từng được Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan mời tham gia hội chợ triển lãm năm 2017. Hàng năm, Sở Công Thương Hà Nội mời anh tham dự hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ. Thời gian tới, để phát triển thị trường, anh Điệp sẽ đầu tư kênh bán hàng trên mạng, kết hợp tích cực tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế, nhận đào tạo nghề cho những người có niềm đam mê. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Nam Định Tôi Yêu tuần này xin được phép tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.